Hello, lâu rồi không mình không lên video và ngày nay lên thì mình cũng có vài củ máy của Tetina để rã cho anh em cần đồ nhá. Anh em cần thì cứ để lại bình luận và mình sẽ rã món và sẽ báo giá cho anh em nhá. Rồi mình sẽ quay sơ chi tiết cái con máy này ở bên phía bên ngoài nhé. Rồi trên tay mình đây là hai con Nova Tena nhé, một con đời sau và một con đời trước này. Đó, con đời trước thì cái nắp côn của nó nhìn nó không đẹp bằng cái con đời sau nhé. Con đời sau thì cái nắp côn của nó thì là nắp côn tròn nhé. Đây nó côn nhìn tròn và to hơn đó, và hai thằng này thì đều côn tay, đều côn tay hết nhé. Và cái thằng này của máy thì còn rất là êm, máy thì còn rất là êm vì máy đang chạy ra xuống nhá. Còn thằng này thì hên xui vì là cái máy thì mình lấy nguyên chiếc, rã nguyên cục về nên là thằng này thì hồi mình sẽ rã ra xem kiểm tra thế nào nhé. Nói chung cục này thì máy cửa máy thì êm, nhưng mà cái mặt mặt đồ thì cũng còn ok, nhưng mà nó chỉ cái thằng này dịch này thì cái nòng của nó đóng sơ mi rồi, còn trong cái máy của nó thì còn êm, cái cục cái phần máy phía sau này còn ok nhá, vì đang chạy, đang nổ đang chạy nhá. Cục này thì đang chạy từ trên xe đã xuống nên là máy thì ok. Còn cái cục bên này thì mình chưa biết được cái kết quả của nó, vì mình sẽ rã ra xem là nó còn được những gì và đồ nó sẽ như nào nhá. Còn thằng này thì cục máy còn, nhưng mà lưỡi gà mấy cổ có xăng tháo rồi này, còn được cái bơm nhớt đó. Số má thì đang chạy ok nhá, thằng này số má đang ok vì mình đang cái xe này xe đang chạy nên là bỏ xuống, nên là số má côn đồ thì cũng ok đó. Còn anh em nào thích những cái đồ gì của xe Tina Nova, phụ tùng phụ kiện quần áo thì có hết nhá. Ngoài kia mình còn hai chiếc ngoài đó ngoài mạng. Hiện tại thì mình đang ở Lào nhưng mà đồ đạc thì mình vẫn gửi về được nhé, nên là anh em cần gì thì cứ liên hệ để lại bình luận ở dưới video này cho mình nhé. Những cái món gì cần thiết như kiểu vía nòng này, bít tông này, bạc này, rồi anh em cứ cần cái món nào thì cứ alo cho mình nhé, rồi mình sẽ báo giá và được thì ok xin xem sẽ gửi hàng nha nhé. Rồi anh em nhớ bấm cho mình xin một like và bấm đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo sau của mình nhé. Rồi xin chào và gặp lại anh em.